Dạ, Nam mô Bích Thay á, Nam mô Tam Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Đã đến giờ vào lớp, xin mời quý vị trang nghiêm và tắt âm thanh và để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo tối nay do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân ạ. Dạ, Nam mô Bích Thay giá, Nam mô Tam Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con kính hành lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên. Xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakke kame charupe ririshikarata te chantali ke vimane di berate jagame taruana gahane ge hawa thomhi ke te phumma chayan tu de wa chara thala visame yakhagan thapanaga ti than ta santi ke yang muniwara wachanang sa thavo me sunan tu thamma Sawanakalo ayam phadanta thamma Sawanakalo ayam phadanta thamma Sawanakalo ayam phadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Tutiyambi Buddham saranam gacchami Tutiyambi Dhammam saranam gacchami Tutiyambi Sangham saranam Gacchami tatiyambi buddhaṃ saraṇaṃ gacchami tatiyambi dhammaṃ saraṇaṃ gacchami tatiyambi saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchami iti biso bhagavā arahaṃ sammā sambuddho viccacaraṇa sambandho sugato lokavidu anuttaro purisaramasa Pratisathare vamanusanam buddho bhagavati nati me saranam anyam buddho me saranam varam etena saccha vacchena hontu me jayamangalam uttamangena vandeham padapangso varuttamam buddheyo khalito doso buddho Khamma tu tăng ma măng Sva kha to phagavata thammo sandi thi ko akaliko ehi pasiko opanayiko pachatam veditapo vinyo hiti nathi me saranam anya thammo me saranam varam etena saccha vacchena hontu me jayamangalam Uttamangena vandeham dhammaṃ ca duvidhaṃ varaṃ dhammeyo khalito doso dhammo khammatuttaṃ mamaṃ Subhatibhanno bhagavato savaka saṅkho Ujjubhatibhanno bhagavato savaka saṅkho Nyayabhatibhanno bhagavato savaka saṅkho Samijibhatibhanno bhagavato savaka saṅkho Yadidaṃ cattari purisa yugani atha purisa bhungala Esa bhagavato savaka saṅkho ahuneyo pahuneyo dakkhineyo ancalikaraneyo anuttara puññaṃ khettaṃ lokasatinathi me saraṇaṃ anyaṃ saṅkho me saraṇaṃ vara etena saccha vacchena hontu me jayamangalaṃ Uttamangena vandeham Sankhaṃ ca duvithottamaṃ Saṅkheyo khalito doso saṅkho Khammatuttaṃ mamaṃ Vandami cetiyaṃ sabbaṃ sabbatthane Subhatitthitaṃ Sarīrikathātu mahābodhiṃ buddharūpaṃ Sakalaṃ sadā
Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con ạ. Kính thỉnh sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Mại Giá, Nam mô Sang Hải Giá. Xin chào lớp.
Giờ hôm nay thì mình sẽ học tiếp bài số 13, đó là phần sửa bài tập từ tiếng Việt sang Pali. Giờ mời cô Ngọc Trân bút cái bài tập lên để cho lớp mình sửa tiếp, rồi sau đó chúng ta sẽ học bài số 14. Này sao lớp còn có mười mấy người vậy? Chắc vô trễ. Lấy từ từ mới vô đây. Chờ xong rồi sư. Ở vậy là lớp sửa đây, sửa được câu nào tìm sửa câu rõ. Bạch sư, con xin sửa câu số 3. Dịch câu số 3. Trân đi dùm câu hát của Trân. Giờ có ai còn sửa câu nào không à? Cô Bảo đọc đi cô Bảo. Cô sửa, cô làm thêm câu số 1 nữa con. Nè, làm câu số 1 thì không có ai làm. Cô làm công số cha ta của Mary. Sena ini game. Đang lên làm rút, câu 2. À, rút khá đề quá tá giá. Rút khá đề quá tá giá hả? Ừ. Má sắc ca răng. Cá rí tùng ít cha tí. Chị đang lên làm câu 2. Còn câu 1, 3, 4. Câu 1, 4, 5. Câu 1, câu 4, câu 5 có ai làm không ạ?
Cô Bảo làm câu 1 đi cô Bảo. Dạ. Yeah. Làm câu 5 á. Attacco. Cô làm câu attacco. Bodhisattva Bahutha Tana Subinang. Bahutha là gì nữa cô? Atana. Atana. Dạ, Supinang Visadi Karat Tí Quý gì cô? Visadi cái này của cô G dính luôn mà phải không? Là cô viết là đúng mà phải không cô? Ý cô là vậy phải không? Rồi. Để cô kiểm tra lại đây. Dạ thôi sư, câu đã sửa xong rồi sư. Sống nghe ai sửa mà sửa xong 5 câu rồi nha. Mọi người chán đó sư. Rồi, giờ câu số 1. 5 câu 5, hai người làm rồi để lấy hai câu.
Xong rồi sư. Lúc bây giờ Bồ Tát tự mình giải mộng bằng nhiều cách khác nhau. Lúc bây giờ thì Akshakho Bồ Tát là chủ từ, biết là Bodhisattva đã giải mộng, đã tự mình giải mộng. Giờ mà đã giải mộng trước đi thì là động từ Visadhi. Biết sẽ đi cá rí cá rí tí là không được rồi, người ta là người ta dịch là đã rồi, nên ở đây nó phải là biết sẽ đi cá rí giải mộng, thì nó là giải mộng. Ở đây thì cái chữ mộng nó là túc tự, cho nên là xuất cái năng biết sẽ đi cá rí tự mình ở đây là Atana. Cách thứ ba, rồi sau đó là càng từ phá hút tha bằng nhiều cách khác nhau. Rồi đó là câu số 1. Câu số 2, dòng sông Niranjara lớn hơn và dài hơn những con sông khác ở gần đó. Thì dòng sông Niranjara nó là chủ từ Niranj, chữ ranh mà là chữ nhá chứ không phải là chữ đá. Chà ra nó đi, trong sông đi ranh chà ra lớn hơn mà hành tác thì mới là lớn à. Dòng thêm vô nữa mới được. Hantara. Dạ. Mahantara mới được. Tatara. Tatara. Dạ. Rồi đi khát tara chắc. Đi xa chân. Đi khát ta ra chắc phải chia mới được, không chia đâu có được. Và cái chữ Niranjara nó đi, nó là là nữ tính, cho nên mình chi mắt hành tát ta ra đi khá ta ra, chữ đi khá cả, chữ đi khá cũng chưa thấy. Lớn hơn cái gì đó thì cái đó nó phải được chia ở cách thứ năm. Ở đây là lớn hơn cái gì? Những con sông khác. Anh nhá, nó đi vô thì nó là cách mấy? Anh nhớ nó đi vô nó là chủ cách số nhiều rồi. Anh nhớ nó đi, ở đây phải là anh nhớ nó đi hí thì mới được. Nó đi đi sao? Đi hí. Đi hí. Nhưng mà nó phải nằm trước cái chữ Mahantatra thì mới được. Ở gần đó, chữ đó ở đây mình phải viết là chữ tập khác. Trước Samibhe mình có chữ tập khác. Chỗ nào sư chá rồi tá thá hả sư? Không. Trước chữ xăm p kìa. Xăm mi p đó là y dài nữa. Xăm mi p đó. Xăm mi p.
Tha hả? À, rồi được. Con đã thấy biết gì cũng được. Chữ tập thác là đỏ. Khoan khoan để sư coi lại cái nha. Tại chữ Samipê thì trước nó thì là cách thứ năm nên mình viết như vậy thì không được. Sai trạng từ nữa không được. Tại chữ những con sông khác ở gần. Chỉ thị là danh từ đó thưa sư. Đó em tá. Gần đó. Về. Những con sông khác chữ anh giá những sông khác những con sông khác sông nghiệp về ở gần gần đó. Tại thưa sư xài chỉ thị là danh từ được không sư sư? Danh từ gì? Chỉ thị là danh từ e tá. Nói e tá gì? Đó đó từ đó đó. Nếu mà đứng trước mà các thứ năm thì ở gần đó lớn hơn những con sông khác ở gần bây giờ thì ở gần đó biết chữ tác xá đi. Tác xá thì bỏ chữ à. Tác xá là sao hả thưa sư? Thì dịch là đó là gần cái địa phương đó, gần cái chỗ đó. Không, ý con nói là ví dụ mà e tá, nếu mà e tá chỉ ở cách thứ năm thì e tá giá, hoặc là nếu mà là nữ tính. Đâu có, cái này nó đâu phải thay thế cho nữ tính. Thay thế gần nơi chốn. Gần cái chỗ đó. Nhưng mà đó là e tá mà. Còn tá nếu mà tá đó cũng được. Tá ấy. Thay e tá. E tá sát đi. E tá sát được. Nhưng mà cách thứ năm đó thưa sư, cách thứ năm là etasma. Cách thứ sáu. Thứ sáu. Thứ samipê nó là cách thứ sáu. Biết etasá đi. Etasá hả sư? Ừ, rồi. Rồi câu số 3, tiểu thư số cha ta ở tại thị trấn Senani muốn làm lễ cúng tế thành cây. Tiểu thư Sujata là Sujata của Mari sống ở thị trấn Senani. Đâu sống thấy chữ sống thì Senani Nigame không sao không thấy chữ sống.
Vasanti. Vasanti. Đâu có sống đâu sao? Ừ. Ý là ở hả? Ở là nên để cái Vasanti đúng không? À, Vasanti là trước cái chữ rút á, đi qua tay vậy. Xem là thư xin thêm thêm chữ tại. Đang ở tại thị trấn Senadi Vanti. Ở tại thị trấn Senadi anh ấy muốn làm lễ cúng tế thần cây Ichati là muốn Karitung Mahasakarang Karitung là làm đại lễ cúng tế thần cây là Rukha Devataya. Rukha Devataya cúng tế đến thần cây. Rồi ta có số 3. Số 4, người giúp việc quét dọn xung quanh gốc cây và chuẩn bị lễ vật để cúng tế thần cây. Người giúp việc Sotapitoa, người giúp việc quét dọn xung quanh gốc cây và chuẩn bị lễ vật để cúng tế thần cây. Người giúp việc sau khi em biết về những điều cho tha tê tê toa của mình ta biết dọn cho thiền sau khi quét dọn này lúc khá cái này samante ha, biết dọn saman biết dọn để chỉnh lại chữ samanta này thành chữ samante cho sư biết dọn ở chung quanh gốc cây nikotamulasa và chuẩn bị lễ vật để cúng tế thần cây sanje si là chuẩn bị lễ là chuẩn bị sakari là lễ vật và chuẩn bị lễ vật để cúng tế Rukha Devataya. Rồi tạm đây. Ủa sao 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 mình tê là sao sao? Sao mình tê là ở cái chung quanh đó. Chung quanh gốc cây. Chung quanh cái gốc cây. Dẫn chung quanh gốc cây. Sakare. Câu số 5, tiểu thư và người giúp việc đã mang bát cơm sữa ngon nhất đến cung dường Bồ Tát Kumari Chá Dasi Chá Aharinsu Mathupa Yapak Tăng Penita Tarang Mena Penita Tamang ngon nhất Cô Chi Tùng Phô Thí Thách Phật Chánh để cúng dường đến Đức Bồ Tát. Ở phần dưới gì? U Mari Chá Đa Si Gia Chá. Đâu có Đa Si Gia Chá được. Cái chữ nó là Đa Si mà. Nó là danh từ nữ tính phần y. Đâu có Đa Si Gia Chá được. Ở câu dưới bỏ thì lên câu trên được rồi. Ở dưới biết sai luôn. Rồi
Giờ chúng ta qua sửa bài tập đi rồi học bài mới. Sơ sơ, cho con coi là con chân cái con một với chân. Sơ sơ, cái con hai, con hai, con hai. Nếu mà câu 2 á, nê ranh cha ra nó đi là nữ tính đó thưa sư. Vậy nếu mà ê, ê ta giá hả thưa sư? Đâu có ê ta giá, tại cái chữ ê ta xá, cái chữ gần đó ở đây nó là chỉ cho cái nơi chốn chứ nó không phải là chỉ cho con sông. Tức là gần cái ở cái khu nê ranh cha ra đó nó có nhiều con sông. Dạ. Yeah. Nó xài cho danh từ trung tính chứ nó không phải là xài cho danh từ nữ tính. Dạ. Đẩy lên cho cô coi cô năm. Dạ, thưa sao mời sư. Cho cô câu coi là câu số 4 mà con. Sắc chê sĩ rút cá đều về về giá chi tùng là si đi vô khả đi vô khả mù lát xa xăm tê xô thủy tòa sắc cà rê sắc chê si khá đề vê tà giá chí tục ở sông. Xong hả cô? Rồi xong. Rồi cảm ơn nha sư. Rồi bây giờ chúng ta học bài mới ha.
xong nãy mở trang mới rồi xong giờ lại không thấy. Lớp lại xin tí nha, xin mở bài xem đã sao thấy mở rồi sao giờ lại tìm không thấy. Không biết sao đây. Rồi hôm nay chúng ta học bài số 14, đó là bài Chiến thắng Ma Vương. Bồ Tát Xí Thích Thá ngồi trên bảo tọa dưới cội cây Bồ Đề đã đánh bại Ma Vương do nhờ pháp Ba La Mật mà ngài đã tạo. Phần trọng tâm của bài học này sau phần đoạn lịch sử đó là thì mình có phần danh tính từ rồi giao kháng từ. Giờ phần đoạn lịch sử, đây là phần đoạn lịch sử. Sư con chưa thấy bài trên màn hình sư. Chưa thấy hả? Sao thấy xe rồi mà nó chưa thấy. Rồi đây là phần bài 4. Có sau phần lịch sử thì có đoạn hai phần văn hoạn, đó là danh tính từ và giao kháng từ. Ở đây là phần đoạn lịch sử. Đến xế chiều ngày rằm tháng Quy Sắc, Đức Bồ Tát là bậc đại phúc đi đến cội cây Đại Thọ Bồ Đề. Trên đường đi, sau khi nhận được tám bó cỏ phú xá từ Bà La Môn Sốt Thí Giác, ngài đã trải chúng ra để làm bảo tọa tại chỗ ngồi dưới cội cây Đại Thọ Bồ Đề, mặt nhìn về hướng đông. Đức Bồ Tát đã tuyên bố, dù trên thân ta chỉ còn lại da gân xương, dù máu thịt của ta trở thành khô cạn, nhưng nếu không giác ngộ quả vô thường chánh đẳng giác, ta sẽ không rời khỏi bảo tọa này. Lúc bây giờ Ma Vương có đại thần lực, đã kéo những binh ma rất hùng dũng của mình đến để đánh đuổi Đức Bồ Tát. Để đánh đuổi Đức Bồ Tát đã nói rằng: hỡi này Xí Thích Thá, hãy rời khỏi bào tò. Tuy nhiên ngài từ chối và đã chiến thắng được Ma Vương nhờ vào những ba la mật mà mình đã tạo. Thì đó là phần đoạn văn. Bây giờ mình sẽ tập đọc một số từ vựng ở trong phần bài học này. Đây là một số từ vựng. Mình bấm ha punya vantu.
Maha Punya Văn Tú Bậc Đại Phúc Tăng Dân Hát Sâm Giá Tăng Dân Hát Sâm Giá Buổi Chiều Về Sa Khá Ma Sa Phun Nam Mi Về Sa Khá Ma Sa Phun Nam Mi Ngày Rằm Tháng Về Sắc Gặp Mà Nạ Mắt Gá Con Đường này. Đi Đến Gặp Mà Nạ Mắt Gá Con Đường Đi Đến Maha Phù Thị Rúc Hạ Mù Lá Hoặc là Maha Phù Bỏ chữ Thá luôn cho nó gọn Maha Phù Thị Mù Lá Cội cây Đại Thọ Bồ Đề Mù Thị là Phát Đi Ca là bỏ Gói nắm Cú Sá Tí Ná Cỏ Tranh Cỏ Cú Sá Sotiya Pramana Balamoa Sotiya Pasarepi là trải bày ra Ratana Palanka là bảo tọa Pakasepi là tuyên bố Anuttara Samasampothinyana quả vô thường chánh đẳng giác Avasisati còn sót lại còn dư lại Upasusati trở thành khô cạn Măng xá là thịt, ách thí là xương, na hà rú là gân, lô hi tá là máu, ma ra ma vương, ma ma hi thí man tú có đại thần lực, su ra sê na đội binh hùng dũng, phô thí thưa bẩm, phô thưa bẩm, chi na tí chiến thắng, pa ra mi là pháp ba mật. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình đọc bài. Cô Phước Chuyên mời lớp đọc bài giúp sư. Dạ. Xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo ạ. Bạch sư con xin đọc ngữ vựng. Maha Bona Bon Tú Bậc Đại Phúc Sa Văn Há Sa Sa Văn Há Sa Má Giá Buổi Chiều Quê Sa Khá Ma Sá bú, sá bôn ná mi, ngày rằm tháng vê sắc. Gá má ná, mắt gá, con đường đi đến. Bạch sư đẩy lên giùm con. Má ha bồ thí mù lá, cội cây đại thọ bồ đề, mút thí. Phăng đi ca bó gối nắm cú sá tí ná cỏ tranh cỏ cú sá só thí giá râm ma ná bà la môn só thí giá bá sa rê tí trải ra bài ra rát ta ná ban lăng tá bảo tọa bá ca sê tí tuyên bố át nút ta ra sa sam ma Sambo Thinh Nha Ná Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Giác Á Quá Xích Xá Tí Còn sót lại còn dư lại Ú Bá Xút Xá Tí Trở thành khô cạn Măng Xá Thịt Ác Thí Xương Ná Hà Rú Gân Lô Hí Tá Máu Ma Rá Ma Vương Ma Má hiếp thí măng tú có đại thần lực lực dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ngữ vựng ạ. Má ha phun nhá văn tú bậc đại phúc sa văn há xá má giá buổi chiều quê xa khá ma xá phun Nami ngày rằm tháng vê sắc gá má ná mắt gá con đường đi đến má ha vô thí mu lá cội cây đại thọ bồ đề mút thí phăng đi ca bó gói nắm cú xá tí ná cỏ tranh cỏ cú xá
Sotiya Brahmana Balamon Sotiya Basareti trải ra bài ra. Ratana Palanka bảo tọa Bakasiti tuyên bố. Anuttara Sama Sambodhi Nhana quả vô thượng chánh đẳng giác. Awasisati còn sót lại, còn dư lại. Ubasut Sati trở thành khô cạn. Mang xá thịt, ác thí, xương. Naharu gân. Lohita máu. Mara là ma vương, ma. Mahithi Mang Tú có đại thần lực. Thưa sư, kéo lên giùm con. Ủa hết rồi. Dạ, xin mời Phật tử An ạ. Chưa xong. À, dạ xin lỗi. Turasena, đội binh hùng dũng. Phô, thưa bẩm. Chí Na Tí, chiến thắng. Barami, pháp ba la mật. Thưa sư, xin hết rồi. Xin mời Phật tử An ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Con xin chào đạo tràng. Con xin đọc bài các từ vựng. Maha Punna Van Chú Bạch Đại Sư Sayang Sayang Hasa Maya buổi chiều Về Sa Ca Ma Sa Punna Mi ngày rằm tháng Về Sắc Gamanamaga con đường đi đến Pasareti trải ra bài ra Ratana Palanka bảo tọa Pakaseti tuyên bố Anuttarasamasambodhinyana quả bồ vô thượng chánh đẳng giác Avasisati còn sót lại, còn dư lại. Upasusati trở thành khô cạn. Mang xá là thịt. Ati xương. Naharu gân. Lohita máu. Mara ma dương. Mahithi mantu có đại thần lực. Sura Sena đội binh hùng dũng. Bô là thưa bẩm. Chi Na Ti chiến thắng. Parami pháp ba la mật. Dạ thưa sư, con xin cảm ơn, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lan ạ. Lan mới đọc xong. Dạ thưa sư, con xin đọc bài. Con xin đọc từ vựng. Mahapunya Vantu bậc đại phúc. Saya Hasamaya buổi chiều. Vesakama Sapunami ngày rằm tháng Vesak. Gamana Magga con đường đi đến. Mahabodhi Rukhamula cội cây đại thọ Bồ đề. Mút thí Bandika bó gối nấm. Kusatina cỏ tranh, cỏ cú xá. Sothiya Brahmana bà la môn Sothiya. Pasare tí trải ra bày ra. Ratana bằng lăng cá bảo tọa. Pakase tí tuyên bố. Anuttara Samma Sambodhina Nhana quả vô thượng chánh đẳng giác. Avasisati còn sót lại, còn dư lại. Anu Upasusati trở thành khô cạn. Mâm xá thịt, át thí xương. Naharu gần. Lohita máu.
ma ra ma vương ma ma hít ma hít hít ma hít thí man tú có đại thần lực Surasena đội binh hùng dũng Pho thưa bẩm Chinna tí chiến thắng Parami Pháp Ba La Mật. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Nương ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ngữ vựng ạ. Maha Punya Vantu là bậc đại phúc. Sayang Hasa Maya là buổi chiều. Quê Sắc Kha Masa Punya Mi là ngày rằm tháng Quê Sắc. Maha Maha Bodhi là cội cây đại thọ Bồ Đề. Gamana Magga là con đường đi đến. Mutthi Pranvika là bón, gối, nấm. Kusatinya là cỏ tranh, cỏ Kusa. Sotiya Brahmana là bà la môn, Sotiya. Sotiya Rata Napa Lanka là bảo tọa. Pasa Reti là trải ra, bày ra. Paka Seti là tuyên bố. Anuttara Samma Sambodhi Jnana là quả vô thượng, chánh đẳng giác. Awa Sisati là còn sót lại, còn dư lại. Upasutsati là trở thành khô cạn. Mangsa là thịt. Athi là xương. Naharu là gân. Lohita là máu. Mara là ma vương. Ma. Ma Hithi Mantu là có đại thần lực. Surasena là đội binh hùng mạnh. Chinati là chiến thắng. Pho là thưa bẩm. Parami là pháp ba la mật. Dạ bạch sư con xin hết rồi. Xin để mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ngữ vựng. Maha Punya Vantu bậc đại phúc. Sayan há samaya buổi chiều. Quê sa khá ma xá buổi hai mươi ngày rằm tháng quê sa. Gá ma ná mắt gá con đi đến. Maha Bồ thí rút khá mu lá cội cây đại thọ bồ đề. Mút thí bandika bó gối nắm. Cú xá tí ná cỏ tranh cỏ cú xá. Xót thí giá brahmana bà la môn xót thí giá. Bá xa rê tí trải ra bày ra. Ratana Palanka bảo tọa. Bá ca xê tí tuyên bố. Anuttara Samma Sambodhi Jnana quả vô thượng chánh đẳng giác. Awasisa tí còn sót lại còn dư lại. Upasusa tí trở thành khô cạn. Mang xá thịt. Athi xương. Ná hà lô hít cá máu. Ma rá ma vương ma. Ma hít thi mạnh tú có đại thần lực. Sura xê ná đội binh hùng dũng. Vô thư bẩm chí na tí chiến thắng. Parami phá ba la mật. Dạ thưa sư xin hết. Dạ thưa sư cho cô mã. Dạ 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 hỏi ạ. Ở trong sách của con người cái câu ngày rằm tháng quê sắc nó có thêm dư chữ đi quá xé là sao? Quê xe khé mà xé bùn nhé mì đi quá xé. Có hai cách biết người ta bỏ bớt cũng được, còn không thì người ta biết nguyên nhé. Dạ, về dưới chỗ câu bà rá mì thăm má là pháp ba la mật đó sư, vẫn đọc con chữ đó hay là bỏ đi? Parami tham má. Parami tham má là pháp ba la mật đó sư. Đọc chữ parami được rồi. Dạ. Để con thấy dư con hỏi.
Dạ, thầy sư xin đọc ngữ vận. Ma bun nhé văn tú bậc đại phúc. Xê giá. Xê danh nhé. Xê danh nhé xê má giang. Xê má giá. Buổi chiều. Quê xê khé ma xê bun nhé mi. Ngày rằm tháng quê sắc. Gá má ná mắt gá. Con đường đi đến. Ma hà bồ thí mu lá cội cây đại thọ bồ đề quýt thí phân đi kè bó gói nấm cú xé tí né cõi tranh cõi cú xé xót thí giá râm má né bà la môn xót thí giá bá xe rê rê tí trải ra bày ra rê tánh né bá lanh cá bả tọa bác ca sê tí tuyên bố anuttara samma sambo sambo thiên nhân né quả vô thượng chánh đẳng giác avasissa tí còn sót lại còn dư lại uba tí trở thành khô cạn măng xá thịt áp thí xương né hà rú gân lô hí té máu mà ré mà vườn mà má hí tí man tú có đạo thần lực suresena đạo binh hùng dũng vô thừa bẩm barami pháp ba la mật trí na tí chiến thắng. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Má ha bùn nhé văn tú là bậc đại phúc xá văn há xá má nhà buổi chiều quê xá khá mà xá bùn nam mi là ngày rằm tháng quê sắc gá má má mắt gá là con đường đi đến. Bá xa rê tí là trải ra bày ra. Gá tá ná ban lăn cá là bảo tọa. Bá ca xê tí là tuyên bố. Á nút tá rá xá xăm ma xăm tí na á là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. A quá xích xa tí là còn sót lại còn dư lại. Cú bá xá tí trở thành khô cạn. Măng xá là thịt, ác tí là xương. Ná ha rú là gân, lô hí tá là máu, ma lá là ma vương, ma má ít tí phân tố là có đại thần lực, su lá xê na là đội binh hùng dũng, ô là thưa bẩm. Chi chí na tí là chiến thắng, ba ra bi là pháp ba la mật. Dạ thưa sư đã hết rồi ạ. À, bây giờ chúng ta học bài mới ha, đã học phần văn phạm. Trước tiên đó là phần danh tính từ. Danh tính từ này nó có nhiều dạng lắm. Đến phần quyển 3 thì mình sẽ học thêm. Trong quyển 2 này thì mình mới học bài đầu tiên về danh tính từ thôi. Thì ở đây mình có
hai tiếp vị ngữ để thành đinh từ. Trong trường hợp này là văn tú, hoàng văn tú. Lúc mà mình học về phần tính từ chuyển hóa danh từ, nếu mà nó đi với một danh từ khác thì nó trở thành tính từ. Có còn nhớ không? Nhớ bài học về tính từ á. Dạ. Để bây giờ là trước tiên chúng ta xem cái phần hình thành cái danh tính từ dạng quanh tú và hoàng tú. Trước tiên đó là tiếp vị ngữ quanh tú. Tìm để ý xem coi danh từ ở dạng nào nó sẽ được ghép với chữ quanh tú, ở dạng nào nó sẽ ghép với chữ manh tú, để mình sử dụng cho nó hợp, cho phù hợp. Thì ở đây mình có các danh từ có nguyên âm cuối là á, a, thì chúng sẽ được ghép với tiếp vị ngữ quanh tú. À, tức là cái nào nó tận cùng là á, a, thì nó sẽ được ghép với văn tú. Thí dụ như là gút lá thì nó là á cộng với văn tú. Gút nó văn tú, có ân đức, người có ân đức. À, phu nhá cộng với văn tú thì phu nhá văn tú, có phước, người có phước. Rồi là panya thì nó là bằng a. À, panya thì bằng a cộng với văn tú thì nó là panya văn tú, có trí tuệ, người có trí tuệ. Thì ở đây chúng ta để ý đó là trường hợp mà nó tăng cùng bằng a, thì đến khi nó ghép với văn tú thì cái chữ a nó cũng bị đoạn âm thành a, cho nên được là panya văn tú. Tương tự với chữ sách tha niềm tin cộng với văn tú thì nó là sách tháo văn tú, có đức tin, người có đức tin. À, thì đó là trường hợp mà ở dạng văn tú, danh từ văn tú, thêm tiếp vị ngữ văn tú. Thứ hai đó là ở dạng manh tú, dạng manh tú. Các danh từ nào có nguyên âm cuối là ý, ú, thì chúng sẽ được ghép với tiếp vị ngữ manh tú. Ví dụ như là bút thí cộng với manh tú, bút thí manh tú, lắc giác ngộ, người có sự giác ngộ. Ít thí manh tú thì ít thí manh tú, có thần lực, người có thần lực. Đó là dạng bằng ý. Còn dạng bằng ú, ví dụ như là phanh thú cộng với manh tú thì phanh thú manh tú, có bà con, người có bà con. Chắc cú cộng với manh tú là chắc cú manh tú, có mát, người có mát. Thì đó là nói về cách hình thành. Làm cứ xem nếu mình muốn sử dụng ở dạng danh tính từ quanh tú hay là manh tú, thì mình cứ tìm danh từ ở dạng a a thì ghép cho nó là quanh tú, ý ú thì dạng manh tú. À, để vậy để cho nó đúng cách sử dụng. Các danh tính từ khi đứng kèm với danh từ thì chúng trở thành tính từ. À, nhớ vậy. Ví dụ như ở đây sa danh ha sa mai gì maha punya wa pu thi sato maha pu thi ruk maha pu thi ruk maha pu thi mu lăng agami vào xế chiều, Đức Bồ Tát là bậc đại phúc đã đi đến cội cây đại thọ Bồ Đề. Thì ở đây mình có chữ Maha Punya Hoa là Maha Punya Văn Tú, thì nó là chủ cách số ít, đóng vai trò là tính từ. Nhưng mà ở đây sở dĩ chúng ta thấy nó là Punya Hoa mà nó không là Punya Bo giống như là Puthisato, là vì nó đóng vai trò là tính từ, đồng tính, đồng cách, đồng số. Nhưng mà vì nó có cái bản chia riêng của nó, cho nên nó cái âm cuối nó không giống nhau là vậy, là do nó có cái bản chia riêng thôi. Thì đến khi mình học cái bản chia thì mình sẽ hiểu rõ hơn.
thứ hai đó là Nigame Kulawa Puto Suwe Punyang Karitung. Dạ, cái này thiếu nè. Karitung Viharang Gamisati. Ngày mai người con trai có gia phả trong thị trấn sẽ đi đến tỉnh xá để làm phước. Thì ở đây có cái chữ là Kulawa, thì chữ Kulawan Tú là dòng dõi, dòng dõi thì nó cũng là danh tính từ ở dạng chủ cách số ít, dạng nam tính, nó đóng vai trò là tính từ cho chữ Puto. Rồi thứ hai, các danh tính từ khi đứng độc lập thì chúng trở thành danh từ. Ví dụ Tiratane Sathavanta Atano Atano Pahuni Kusalani Kari Santi. Những người có niềm tin nơi Tam Bảo. Sathavanta là những người có niềm tin, những người có niềm tin nơi Tam Bảo sẽ làm được nhiều điều thiện cho mình. Karisati là làm, Kusalani là điều thiện, Pahuni là nhiều, Atano Atano là cho mình. Ime Thanavanto Anuvasang Nangare Mahalakai Mahalakananja Yajakananja Danang Danantí. Hàng năm Anu Quá Săn ở đây là hàng năm. Hàng năm các phú gia Thánh Áo Văn Tô ở đây là những người giàu có, phú gia, các phú gia này Ime bố thí bố thí đến những người già. Mahalakai ca năng bố thí đến ai đó thì là cấp thứ tư số nhiều, đến những người già và những người ăn xin trong thành phố. Thì ở đây Thanavanto Sathavanta là dạng danh từ mà danh tính từ được sử dụng như là danh từ. Rồi đây là bản biến cách. Đây là bản biến cách của danh tính từ Gunavantu ở dạng nam tính. Ở dạng nam tính. Đây mình có gì? Có chủ cách số ít đó là Gunawa, Gunawanto, Gunawanta. Đối cách đó là Gunawantang, số nhiều Gunawante. Sử dụng cách số ít là Gunawa, số nhiều Gunawante hi, Gunawante phi. Chỉ định cách số ít đó là Gunawato, Gunawanta sa, số nhiều đó là Gunawatang, Gunawanta nang. Sư sư cách số ít đó là Gunawata, Gunawantamha, Gunawantasma. Sư nhiều đó là Gunawantehi, Gunawantephi. Sở thuộc cách số ít đó là Gunawato, Gunawantasa. Sư nhiều đó là Gunawatang, Gunawantanang. Định sở cách số ít đó là Gunawati, Gunawantamhi, Gunawantasming. Sư nhiều đó là Gunawantesu. Hồ cách số ít đó là Gunawa, Gunawa, Gunawang. Số nhiều đó là Gunawanto, Gunawanta.
Còn nếu mà nó dạng trung tính thì nó chỉ khác nhau với nam tính ở dạng chủ cách và đôi cách. Ví dụ ở đây chủ cách số ít đó là gunawan, số nhiều gunawanta, gunawanta ní. Đối cách số ít đó là gunawantan, số nhiều gunawante, gunawanta ní. Còn nếu mình muốn sử dụng danh tính từ mà ở dạng nữ tính, ở dạng nữ tính, ở hình thức nữ tính, thì chúng ta phải thêm chữ y, chữ y vào ở thay cho chữ á. Dạ. Thay cho chữ ú cho bên. Dạ. Ví dụ như là gunawantu thì nó trở thành đó là gunawanti hoặc là gunawati. Đối với mình tú thì nó trở thành đó là sati manti hoặc là sati mati. Dạ. Rồi sau đó thì mình chia nó giống như là cái bảng Devi, danh từ nữ tính ở dạng y. Như vậy thì ở trong trường hợp dạng nữ tính đó, mình không cần phải học thêm cái bảng chia nữa. Mà nếu mà mình nhớ cái bảng chia ở dạng nữ tính Devi rồi thì mình cứ áp dụng cho cái bảng này. Chỉ cần thay đổi nó chữ ú thành chữ y thì mình sẽ sử dụng được dạng danh tính từ ở dạng nam tính. Bây giờ mình sẽ chọn một danh tính từ nam tính nào đó để mình tập chia cho cái bài học này. Sẽ cho cái bản rồi mình chọn ha. Đây ở bảng nam tính cái bảng này nhảy luôn tung. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chia cho cái bảng nam tính trước, mình chọn một danh tính từ nào đó để mình chia cho cái bảng nam tính. Nhảy đẩy qua cái máy này cái nó chạy trên. Sư kéo cái cột đầu ra coi nó có được giảm nó dòng không sư? Cột đầu á sư, cột thứ nhất đó. Này, biết sao? Ví dụ như là ở đây mình chia cái danh tính từ danh tính từ của nó văn tú thì mình sẽ chia nó là Pathama ekavachana gunawa pavachana gunawanto gunawanta tutiya ekavachana gunawantang gunawanta pavachana gunawante tatiya ekavachana gunawata gunawante na pavachana gunawante hi gunawante hi chatutthi ekavachana gunawato gunawantasa sunye gunawatang gunawantanang panyami ekavachana gunawata gunawantam ha gunawantasma pahu vachana gunawante hi gunawante pi chati eka vachana gunawato gunawantasa pahu vachana gunawatang gunawantanang satami eka vachana gunawati gunawantam hi gunawantasmin pahu vachana gunawante su alapana eka vachana gunawa gunawa gunawang hu vachana gunawanto gunawanta. Ta để ý tại có mấy cái là nó do mình xuống dòng nó bị sự kiện đỡ. Rồi bây giờ mình mời lớp chọn một danh tính từ nào đó để mình tập chia đỡ, tập chia cho cái bài học này đi. Được rồi đó.
cô Phước Duyên à, mời lớp Duyên sư. Dạ. Xin mời Phật tử An ạ. Dạ con kính đảnh đại sư, con xin chia bản danh tính từ nam tính Ba La Vá Tú, có nghĩa là người có sức mạnh. Phá Tham Mà Ê Cá Vá Chá Ná Ba La Vá Vá Hú Vá Chá Ná Bú La Vành Tô Bú La Vành Tà Điêu Chí Già Ê Cá Vá Chá Ná Ba La Vành Tăng Ba Hu Va Chan Na Ba La Van Te Ta Ti Ya E Ka Va Chan Na Ba La Va Ta Ba Hu Va Chan Na Ba La Van Te Hi Ba La Van Te Bi Cha Tu Thi E Ka Va Chan Na Ba La Va To Ba La Van Ta Sa Ba Hu Va Cha Na Ba La Va Tăng Ba La Van Ta Năng Hành Cha Mi E Wa Ka Cha Na Ba La Va Ta Ba La Van Tam Ha Ba La Van Tas Ma Ba Hu Va Cha Na Ba La Van Te Hi Ba La Van Te Bi Cha Ta Thi E Ka Va Cha Na Ba La Va To Ba La Van Tas Sa Ba Hu Va Cha Na Ba La Va Tăng Ba La Van Ta Năng Sát Ta Mi Ê Ca Va Cha Na Ba La Va Ti Ba La Van Tam Hi Ba La Van Tas Min Ba Hu Va Cha Na Ba La Van Te Su A La Pa Na Ê Ca Va Cha Na Ba La Va Ba La Va Ba La Van Ba Hu Va Cha Na Ba La Van Tô, Ba La Van Ta. Dạ con xin cảm ơn, con xin hết. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc danh tính từ Chắc Khú Măng Tú là con mắt, người có mắt. Bát Thá Ma Ê Cá Quá Chá Ná Chắc Khú Măng Ta Ba Hú Quá Chá Ná Chắc Khú Măng Tô Chắc Khú Măng Ta Rú Tí Gia Ê Cá Quá Chá Ná Chắc Khú Măng Tăng Ba Hú Quá Chá Ná Chắc Khú Măng Tê Tá Tí Gia Ê Cá Quá Chá Ná Chắc Khú Măng Ta Chắc Khú Măng Tê Ná Ba Hú Quá Chá Ná Chắc Khú Măng Tề Hí Chắc Khú Măng Tề Hí Phí Chắc Tú Thì Ê Cá Quá Chá Ná Chắc Khú Măng Tô Chắc Khú Măng Tát Xá Bá Hú Quá Chá Ná Chắc Khú Măng Tăng Chắc Khú Măng Tà Năng Bành Chá Mì Ê Cá Quá Chá Ná Chắc Khú Măng Tà Chắc Khú Măng Tâm Hà Chắc Khú Măng Ta Chắc Khú Măng Tasma Ba Hú Quá Chá Ná Chắc Khú Măng Tề Hí Chắc Khú Măng Tề Phí Chát Thì Ê Cá Quá Chá Ná Chắc Khú Măng Tô Chắc Khú Măng Tát Xá Ê Ba Hú Quá Chá Ná chắc khú măng tăng chắc khú măng ta năng sát tá mì ê cá quá chá ná chắc khú măng tí chắc khú măng tâm hí chắc khú măng tăng tát minh chắc khú măng tát minh ba hú quá chá ná chắc khú măng tăng tê xú A la pa na e ka wa cha na chắc khú măng ta chắc khú măng ta chắc khú măng ta chắc khú măng tăng
ba hu quá chá ná chắc khố măng tô chắc khố măng ta. Con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin chia danh từ hí má quan tú là có tuyết hay là núi tuyết. Bá tha ma e cá quá chán ná hí má quan tăng bá hú quá chán ná. Ủa không, xin lỗi, con chia lại. Bá tha ma e cá quá chán ná hí má hi má qua bá hú quá chanh ná hi má quanh tô hi má quanh ta đú tí gia e cá quá chanh ná hi má quanh tăng bá hú quá chanh ná hi má quanh tê tá tí gia e cá quá chanh ná hi má quá ta hi má quanh tê ná bá hú quá chá ná hi má quanh tê hí má quanh tê phí chá tú thi ê cá quá chá ná hi má quá tô hi má quanh tá xá bá hú quá chá ná hi má quá tăng hi má quanh ta năng pan chá mi ê cá quá chá ná hi má quá ta hi má quang tâm hà hi má quang tát ma bá hú quá cha ná hi má quang tê hi má quang tê phí chát thi bá ê cá quá cha ná hi má quá tô hi má quang tát xá bá hú quá cha ná hi má quá tăng hi má quang ta năng sát ta mi ê cá quá cha ná hi má quá tí hi má quan tát min hi má quan tăng hí bá hú quá cha ná bá hí quan tê số a la ba ná hi má hi má quan bá hú quá cha ná hi má quan tô hi má quan ta. Thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh tính từ Giác Xá Quanh Tú, người có danh tiếng. Phát Tham Mà E Cá Qua Chá Ná Giác Xá Quanh Tà Bá Hô Qua Chá Ná Giác Xá Quanh Tô Giác Xá Quanh Tà Đú Tí Già E Cá Qua Chá Ná Giác Xá Quanh Tăng Bá Hô Qua Chá Ná Để cho quá chá ná chắc khu hoàng tăng chắc khu mạng tăng. Cô tu nữ dự bảo tắt âm thanh ạ. Ta ti già ê cá quá chá ná giá xa hoàng tà giá xa hoàng tề ná bá hú quá chá ná giá xa hoàng tề hí giá xa hoàng tề phí chắc tu thì ê cá quá chá ná giá xa quá tù giá xa hoàng tá xá bá hú quá chá ná giá xa quá tăng giá xa hoàng tà năng bàn cha mì ê cá quá chá ná giá xa quá tà giá xa hoàng tăng hà giá xa hoàng tá mà bá hú quá chá ná giá xa hoàng tề hí giá xa hoàng tề phí chát thì ê cá quá chá ná giá xa quá tù giá xá hoàng tát má giá xá hoàng tát xá bá hú quá chá ná giá xá hoàng giá xá quá tăng giá xá hoàng tà năng sá ta mì ê cá quá chá ná giá xá quá tí giá xá hoàng tầm hí giá xá hoàng tát mìn bá hú quá chá ná giá xá hoàng tề xú a la pha ná e ca wa cha ná ya sa ta ya sa ta ya sa tăng ba hu wa cha ná ya sa wan ta no ya sa wan
tô giá xá quan ta. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin chia cái danh từ phá lá quan tú là có quả. Phát tham má ê cá quá chá ná phá la hoa. Bà hú quá chá ná phá lá quan tô phá lá quan ta. Đồ ti gia ê cá quá chá ná phá lá quan tăng. Ba hú quá cá chá ná pha lá quanh tê. Tát tí gia ê cá quá chá ná pha lá quá ta pha lá quanh tê ná. Ba hú quá chá ná pha lá quanh tê hí pha lá quanh tê phí. Chatu thi eka wacana phala watto phala wantassa bahu wacana phala wantang phala wantanang. Panchami eka wacana phala watta phala wantangha phala wantasma bahu wacana phà lá quang tê hí, phà lá quang tê phí. Chát thí, ê cá quá chá ná, phà lá quang tô, phà lá quang tát xá. Bà hú quá chá ná, phà lá quang tăng, phà lá quang tà năng. Sát tá mì, ê cá quá chá ná, phà lá quá tí, phà lá quang tâm hí, phà lá quá mìn. Phala wang tasmin. Bahu wachana. Phala wang tesu. Alapana. Eka wachana. Phala wa. Phala wang. Bahu wachana. Phala wang to. Phala wang ta. Dạ bà sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Thưa sư, con xin chia danh tính từ phá quá văn tú là chữ nghĩa là có phần Đức Thế Tôn. Ba tha mày ca quá cha ná phá quá hòa ba hu quá cha ná phá quá hoàn tổ phá quá hoàn tà. Tu ti dài ca quá cha ná phá hoàn tặng ba hu quá cha ná phá hoàn tề. Ta ti dài ca quá cha ná pha hoa tà pha hoàn tề ná pha hoa cha ná pha hoàn tề hí pha hoàn tề phí. Cha tu thề ca hoa cha ná pha hoa tổ pha hoàn tát xá pha hoa cha ná pha hoa tằng pha hoa hoàn năng. Bạn cha mẹ ca hoa cha ná pha hoa hoa tà pha hoa hoàn tam hà pha hoa hoàn tát ma pha hoa cha ná pha hoa hoàn tề hí pha hoa hoàn tề phí. Cha thề ca hoa cha ná phá hoa hoàn phá hoa hoa tổ phá hoa hoàn tát xá phá hoa cha ná phá hoa hoàn tăng phá hoa hoàn năng. Sa ta mì ca hoa cha ná phá hoa hoa tị hoa tí phá hoa hoàn tát mì phá hoa hoàn tát tàm hí phá hoa cha ná phá hoa hoàn tề số. Alapana e kawachana fa wa wa fa wa fa wa wa fa wa wa fa wa wa fa wa cha na fa wa wa to fa wa wa ta. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc bản tập chi các kinh tính từ có biến cách như Tỳ La Quanh Tú người có giới. Có giới người có giới và thầy sư xin đọc. Bát tham ma ở cái quá trên ná chỉ là quanh tà ba hư quá trên ná chỉ là quanh tành tô chỉ là quanh tành tà chú ti già ở cái quá trên ná su là quanh tành tăng
Bahuvachana sila vantante. Tatiya ekavachana sila vantate. Sila vantantana. Bahuvachana sila vantantehi. Sila vantantehi. Chatuthi ekavachana sila vantato. Sila vantantase. Bahuvachana sila vantatang. Thì lá quần tàn tà nặng. Phần chơ mì ở kế quá chân ná. Chỉ lá quần tà tà. Chỉ lá quần tàn tầm hà. Chỉ lá quần tàn tắc mà. Bà hú chân ná. Chỉ lá quần tàn tà hí. Chỉ lá quần tàn tà phí. Chắc thì ở kế quá chân ná. Chỉ lá quần tà tù. Chỉ lá quần tàn tắc đá. Bà hú chân ná. Chỉ lá quần tà tăng. Chỉ là hoàn thành tình năng. Sách tâm mì. Để kế qua chân á. Chỉ là hoàn tất tí. Chỉ là hoàn thành tâm hí. Chỉ là hoàn thành tác mình. Bài hữu qua chân á. Chỉ là hoàn thành tài xú. À là bên á. Để kế qua chân á. Chỉ là hoàn tất. Chỉ là hoàn tất. Chỉ là quần tăng. Bà hữu chân á. Chỉ là quần tăng nô. Quần tăng nô tô. Chỉ là quần tăng ta. Dạ thưa sư xin hết. Dạ thưa sư đã hết rồi ạ. Rồi mình nghỉ ha. Mà cô Phước Chiên đi rồi à. Thì sao chúng ta sẽ học tiếp phần bài học này. Dạ. Và bài học đến đây là kết thúc và chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian để giảng dạy ạ. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe và được an vui ạ. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thầy kinh hồi hướng phước đến chư thiên ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thay mặt các học viên trong lớp xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha chapamata deva naga mahitika bunyan no anumodan tu chirang rakantu sasanang. Akasatha chapamata deva naga mahitika bunyan no anumodan tu chirang rakantu no garu. Akasatha chapamata deva naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakantu nyatayo. Akasatha chapamata deva naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakantu panino. Akasatha chapamata deva naga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakantu uno sara. Idang vatano punyang asawa kaya wang no tu anagate kare. Sa thu. Và buổi học đến đây là kết thúc ạ. Xin mời quý vị nghỉ ạ. Dạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư ạ. Con lớp ạ.